cả nhà nha. Sáng sớm cả nhà thấy cảnh đồ đẹp không cả nhà? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết về cuộc sống hàng ngày của mình ở trên bè này cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình sẽ gõ hàu cho cả nhà. Hàu mình hôm nay bắt cũng 3 tháng mấy rồi đó cả nhà, nên nó cũng bự rồi. Hôm nay mình sẽ gõ, mình ship ra dỗ. Giờ mình xin mời cả nhà cùng theo dõi mình gõ hàu nha cả nhà. Nếu mà cả nhà cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ Hải Bình sống bằng bè nha cả nhà. Thôi bắt đầu mình đi thôi cả nhà ơi. Thì bắt đầu mình mang qua tay vô cả nhà ơi. Gõ hàu hôm nay mình gõ ở đây rồi cả nhà. Tay vô mình cắt mình khỏi nó bị cắt đứt tay mình. Hàu này to cả nhà, hàu này 3 tháng mấy mà ngay cái này, ngay cái bộ này hàu nó lớn cả nhà. Con giọt nó cũng to rồi. Hào này nó bị thừa rồi. Hào này nó nhầm miếng, nó còn một miếng không? Nó nhả rồi. Rồi một cái nó to. Rồi cả hào này mau lượng cả nhà. Vợ chồng em gõ cũng phải mấy tháng hay hào hào lúc trước không lâu. Hào này mau lớn, mùa này nước mau lớn cả nhà. Ngoài sông này có không thể đã ghê không nó chán chì luôn. Trước vợ chồng em hào này mình ship ra bắt đầu cầm tháng sau mình có bán rồi đó cả nhà. Lựa ra là lần sau mình sẽ lựa ra mình bán nó đúng không? Không có bán được luôn á cả nhà. Dạ, thấy không cả nhà? Bây giờ nó thừa chứ, hay nó thừa cả nhà. Mà nó con cái không? Nó nhiều lắm, nó bự lắm. Nào về mình làm nó không ngán cả nhà. Sạch. Nó sạch. Hào sạch khủng luôn. Hào gõ mà cái này là bự rồi đó cả nhà. Thường thường người ta gõ là nhỏ xíu à. Có bự gì đâu. Cái này là gõ ra là có con bạc. Tại mình công việc nhiều quá tới hôm nay mình mới gõ hào được hết cả nhà, nên mình để con chà bá lửa luôn. Chứ mọi lần này nhà mình gõ gõ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà được này với lại hào mau lớn anh ơi. Được là hào mau lớn như vậy. Lúc trước mình cũng gõ mấy ô kia 3 tháng mấy 4 tháng gõ. Ừ mà nó có cái nó được cho chụp nào chụp mấy. Chụp lắm. Mau lớn, bữa bọn em mới gõ chỗ ô này, ô đâu được bực đâu, bực này nước kém á. Nuôi nó đã chưa? Nuôi hào hay nuôi cá hay nuôi gì ở đây cũng mùa cả nhà. Mùa hào mau lớn, mùa hào chậm lớn cả nhà.
mùa mà hào chậm lớn là vào cái lúc mà nọ e anh ấy cả nhà, chắc có lạnh hay sao chậm lớn thì nọ e anh thực tế. Mới đây là hào mới mau lớn này cả nhà. Đã rồi nhỉ. Thì xa đâu. Còn nào lấy bướm bướm luôn. Ờ, một mấy tháng trời vất vả nên bây giờ bắt đầu thu hoạch đó cả nhà. Mày ghê quá. Đây sáng này nhìn nó hào đẹp này, nhìn nó rõ hơn hào hơn. Đã má luôn. Má rồi. Này thì trông mình gõ ra. Đẹp. Con nào đấy đã ghê. Tối đó. Ở khúc này sáng này, nhìn đẹp này, nhìn rõ hào sạch này. Ở nhà thấy không, nó trùng trùng như trùng dưới nước á. Đó, xong rồi tí vợ chồng gõ rời rời ra. Vợ rời rời ra từng con. Được này hào sạch cả nhà. Trước hào hơi dơ, trùng nhiều, được này hào sạch. Đã ghê, nhà con này bự 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 không ạ. Cái này mà trời ơi nhìn thích hào đẹp cũng đẹp. Hào mình bắt giống cũng tùy loại nha cả nhà, không phải giống nào nó cũng như giống nào hết. Cái gì vậy? Hào thì có chỗ mình bắt thì giống nó không được tròn như vậy, đẹp. Hào này cũng đẹp không? Làm mấy? Mà hào này chỉ mình lựa là có con bán được luôn rồi, quá đã luôn. Dân làng bè mà ai mà thấy cái hào này là ai cũng quái hết cả nhà. Nhà thấy hào giống không? Hào mình nhà mình treo xuống đây đấy, nó bự vậy đó. Đó, thấy hào treo. Có nhiều chỗ người ta bán hào xô là người ta chỉ có treo với đợi lớn đi, nhưng đợi lớn là bán hào xô đủ cái size người ta bán hào xô được là người ta gõ ra người ta bán thôi. Bắt đầu mình bỏ ra cả nhà, bỏ vô xong thì mình xảo sạch, bắt đầu đem vô trong kia cho vợ mình với em mình làm nữa nha. Bỏ ra xong rồi tí mình lựa ra cả nhà. Lựa to nó con to, nhỏ nó con nhỏ. Xong là bán được lựa riêng, lựa nó chung lựa ra 2-3 loại cả nhà. Cái đường ấy nước nó về nước xấu bắt đầu nó con nào nó không chịu là bắt đầu nó sẽ nhả tự động nhả nha. Mình xui bắt ngay cái lô vào nhả nhưng mà nói chung cũng được cả nhà ơi. Còn nhiều lô nhả sạch. Nhiều lô nó nhả không còn con gì luôn. Cái này nói chung mình cũng vớt giác được. Nhưng mà mình thấy bự là thích rồi cả nhà. Nè cả nhà thấy không cả nhà? Nào, mấy bự không? Gõ rời ra vậy này cả nhà. Hắn lúc trước nó dính vào cái miếng hào vỏ hào á. Giờ nó lớn thì mình gõ rời ra mình lựa tách ra. Nên cả nhà thấy lúc cả nhà mua hào không là thấy
rời rời ra từng con nên là mình gõ nhiều ra về đây. Con lắm cả nhà ơi. Có con số này nó rất là nhiều con đọt. Giờ qua bên đó phân loại cái nào nhỏ thì mình phả ra dỗ. Còn cái nào lớn thì mình sắp cho lớn, nhỏ sắp cho nhỏ. Đây, dỗ nữa. Này là mới là bước đầu tiên. Bước thứ hai. Gõ tắt lên rồi gõ xong rồi lựa. Lựa xong còn xếp nữa nha. Nói chung là một cái công đoạn gõ hào của tôi mà cũng mình làm ra nhiều, phân chia ra nhiều loại, nhiều kiểu. Cũng mang đến một con hào cho dòng xanh. Cũng mang đến một con hào cho bà con ăn đó, thì nói chung là cho người dân ăn rất là công phu. Nhà thờ ông phải gõ hào này nè. Cái vỏ hào này là lúc trước người ta ép giống như này. Ta ép giống thôi, giờ nó lớn rồi. Cái đấy mình không sử dụng được. Thích con nào chọc đó. Sai siêu cục. Hào gõ dần vậy là quá lớn rồi đó cả nhà. Hào này mà hào mình thường thường ở đây nhỏ nhỏ mà. Hào này lớn rồi. Hào này theo mình gõ mình bán được luôn đó nha. Tại vì mình thấy nó còn mỏng quá, mỏng gõ quá, với lại bây giờ mình cân nó nhẹ ký lắm cả nhà ơi. Mình để cho nó bự bự, mình cân cho nặng ký, mình treo xuống xong mình sắp được có chừng nửa tháng nữa nên hào nó dày mình rồi, nó dày mình nó nặng ký. Thưa thưa mà mình thấy. Còn con hào này mà mình nhiều quá nha, đóng nhiều quá bắt đầu con này nó chen kia nó không lớn. Chẳng phải thưa thưa vậy đó, con hào nó lớn. Quay là đẹp, con hào nào con đấy dày mình mà nó tròn. Con nào mới đẹp con. Nhiều rộng, nhiều hào nó mỏng vỏ. Đẹp không? Quá đẹp này. Như cả nhà thì như chỉ có người dân người ta nuôi hào người ta thấy, người ta biết thôi cả nhà. Bọn em chia sẻ cho cả nhà thôi, biết thôi. Như vậy là quá đẹp. Hào dày, tròn. Đây, được hai dỗ nè cả nhà. Năm mình xào cho sạch, năm mình đổ qua bên kia. Thì mình phân loại ra nữa, phân loại ra nữa, nhìn con hào đẹp. Chở hào gõ con tôm ở dưới đó. Nói chung là phần cái dòng sông này đa số nuôi hào là nhiều hơn nha. Hồi lúc trước, hồi xưa nuôi cá không à. Bắt đầu nuôi cá càng ngày không nước nó ô nhiễm quá. Bắt đầu giờ chuyển qua, người dân ta chuyển qua nuôi hào nhiều. Đáng con mà nó đáng. Sáng sớm ở ngoài đây ghen người dân người ta đi làm hơi nhiều cả nhà nên hơi ồn cả nhà thông cảm cho mình nha. Không chỗ lại chạy qua nữa.
mình đem đi qua bên kia rồi. Bên kia mình đổ. Mình đổ hả? Đổ. Để bên kia cho chị hai chị em lựa. Bảo gì nào thì bóng rồi đó nè. Lựa nó dễ nữa. Sạch sạch bớt xình cả nhà. Nhà mình thấy con hào sạch chưa cả nhà, thấy rõ hào chưa, hồi nãy còn hơi bụng nữa mình không. Đây là xả rồi nha cả nhà, còn đây là chưa xả nha, thấy cả nhà thấy khác hoàn toàn luôn. Xả rồi sẽ bóng hơn nhiều, nó rõ hào, rõ con hào đi. Ý, mình lựa ra nữa, lựa ra thì nó không lộn xộn và nhìn nó đẹp hơn. Chưa lựa ra thì nhìn nó tùm lum tùm la, còn chết còn thấy tùm lum là với lại nó có gì thì mấy chị em rất ngồi làm đủ chuyện là nhà bao nhiêu công đoạn. Đây là mới gọi là đống bùi nhùi rồi nhà, vì cái lửa là sạch sẽ là đẹp lại hết. Bắt đầu mấy chị em lửa nè cả nhà ơi, nãy giờ bé cũng lửa được nhiều đây rồi nè. Nhỏ thì mình trang, còn hồng lớn thì mình chia ra. Vợ mình xong rồi nha. Hào lửa đã không em? Đã, xuống. Hồng dơ lửa nhanh. Quá bự mà. Đây là lỗi hai nè các nhà. Nào nó chán chán không? Mình gõ tranh thủ cũng còn xong nha, gõ tranh thủ rồi mình kéo lưới thưa có cá không? Hôm qua mình hạ lưới xuống cho mình kéo lưới mới lên nha, kiếm cá nâu quá, bạn biết hôm nay kéo khó mà. Hả? Có không? Ở đâu không biết nha. Con này con ấy hết nó nổi luôn. À vừa sạch mà nó còn không bự nữa chứ lựa. À cái này là mình bán được rồi nè các nhà. Lựa không muốn vào nữa. Cái này là mình bán được rồi. Lớn nữa cả nhà.
lửa mình sắp xuống cỡ 10 ngày cái mình bán. Nghe không em? Hả? Hào được nghe không? Sáng giờ mình treo bớt rồi các bạn. Mấy chục lỗ chưa xong rồi. Chắc phải bệnh đại đi, chắc bình ông lắm, lát nó chịu. Lấy mình treo nó xong luôn đó nha, đầu ngày mai mình xong. Tao bằng đêm để mình dịch dịch mình kéo cá nâu, mình kéo lên mình coi kiếm mấy con cá nâu mà nó đục theo lưới á cả nhà, đục theo hàng ăn á, biết là có không nữa. Để hôm nay mình kéo cũng được, kéo cái mồi bông này nó lạ lạ nè. Ở đâu? Ở đây hả? Nè nè, chôm chôm nè. Chôm đấy bự mới ăn được nha. Đấy, hai em cắn đâu? Nó dễ ăn hơn quá nha. Tôi có cắt cái nhà, có cắt. Tại chồng mình bữa có hạ lưới xuống á. Hạ lưới xuống. Xem nó có nâu, giờ có thật cả nhà. Hạ lưới xuống sợ cá nóc vô nó ăn hào. Cái thế là có cá nâu. Đây. Cái gì nha. Có cái. Wow. Vụ nó nói luôn anh Hào á, bắt đầu mình vô mình tao đó. Đây, hỏi cho anh. Ờ. Có lý. Có lý. Đấy. Vô em. Hào này dơ lắm á, mà cá nâu vô ăn bảo sao rong sạch chứ không cho phun đục ở cách xí. Đúng không? Không. Kìa. Nó đang nằm đợi anh kìa. Nó kìa. Đây là của mày.
Quá đã. Vậy ngon hơn không? Vậy là ngon hơn rồi. Thấy chưa anh? Em thấy. Ê, thầy nó dậy rồi đấy. Kéo kéo đây này, nó lúc còn phi này, kéo phi trước. Phi đùa đùa, phi chân ta này. Đấy, hai con tôm sú kìa. Hai ba con tôm sú luôn. Chắc nó rút con phi hết rồi. Đây, trời ơi, mấy con luôn kìa, thằng quay ra anh ơi. Kéo vào tay của em kìa. Vào tay anh bắt đâu rồi? Đây nè, trong đây nè. Kỳ lắm. Hạ xuống hào nó vừa sạch bữa. Mình thấy hào dơ không bé anh? Nhờ. Hạ xuống hào sạch rồi. Đục được một ít thêm. Đục cái hái không hàm ở đây đâu. Bơ cam hả? Bơ cam. Được á. Không không có bị cái nóc vô. Em có cái nóc nè. Cái ô hào giống này mình có linh hạ không ta? Lát nữa chắc hạ. Thì mình mới thăm hào kia rồi. Đẹp nữa. Giúp đó. Đây là giúp biển nha cả nhà. Giúp mini. Mình đây kêu giúp chôm nhưng mà ngoài Nha Trang kêu giúp biển còn đâu rồi. Chạy đi đâu cho thoát. Đứa giỏi từ từ đã. Thấy giỏi không? Làm kẹp.
đi học. Hành quả đấy cả nhà. Hành quả hạ lưới cho hành quả của anh em cả nhà. Anh cái miệng nha mày. Mấy ký? 3 ký hả? 5 ký hả? 5 ký hả? Ừ, cũng được. Nhiều mà nghĩ sao 3 ký. Anh thấy 2 mấy 2 con 2 3 con bự kia là đã được ký mấy. Thôi. Cũng xong hết một ngày cỏ hào của gia đình mình rồi đó cả nhà. Trong này cỏ hào mình bao lưới vô được mấy ký cá nóc. Nhìn ngon ghê. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu như là cả nhà cảm thấy hay và thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ cho mình sống mạnh mẽ nữa nha. Xin chào cả nhà. Dạ, ở trên dòng đây. Chúc kia kéo thêm mấy người bạn nữa.